Laptop Việt xin chào tất cả bạn. Để thuận tiện cho khách hàng của Laptop Việt có thể lựa chọn được một chiếc laptop phù hợp với công việc, tiết kiệm chi phí và đảm bảo hiệu suất cũng như thời gian sử dụng, Laptop Việt sẽ thực hiện một series kiểm tra hiệu năng các sản phẩm đang phân phối để bạn có cái nhìn tổng thể hơn cũng như là có thêm những thông tin để có lựa chọn một chiếc laptop phù hợp nhất. Đặc biệt với các khách hàng ở xa không trực tiếp đến được cửa hàng Laptop Việt để chọn máy, có thêm thông tin nhiều hơn về sản phẩm. Lưu ý với các khách hàng mua hàng qua mạng, Laptop Việt vẫn áp dụng chế độ bảo hành 1 năm như bình thường. Chúc các bạn có những lựa chọn chính xác và phù hợp. Rất hân hạnh được phục vụ và cảm ơn các bạn đã ủng hộ, tin tưởng Laptop Việt trong suốt thời gian qua. Dấu ấn đầu tiên mà người dùng thích thú ở chiếc ThinkPad X240 chính là thiết kế nhẹ nhàng và mỏng manh tựa như dòng Ultrabook thanh lịch. Với cân nặng 1,5kg, không chỉ thích hợp cho việc sử dụng cho những người thường xuyên di chuyển như đi công tác, du lịch, mà những ai ưa thích dòng máy cá tính độc đáo cũng sẽ hài lòng bởi sự gọn nhẹ này. ThinkPad X240 được thiết kế, cấu tạo, lớp vỏ bên ngoài có nhiều điểm giống với mẫu ThinkPad X220, mà những nét đẹp đó đã trở thành một thương hiệu. Những ai khi nhìn thấy đều có thể dễ dàng nhận ra, đó là lớp vỏ được làm bằng công nghệ sợi carbon và phần đáy được làm bằng chất liệu magie trông cứng cáp, mềm mại hơn khi có thêm lớp vỏ bọc cao su sám mờ trên vỏ máy. Cấu hình sử dụng trong bài kiểm nghiệm này là CPU Intel Core i5 4300U 2.5GHz, RAM 4GB, SSD 120GB VGA Intel HD Graphics 4400, màn hình 12.5 inch HD 1366x768. Hãy cùng Laptop Đức Việt kiểm tra hiệu năng của máy với ba ứng dụng phổ biến hiện nay là Photoshop chỉnh sửa hình ảnh, Adobe Premiere chỉnh biên tập video và cuối cùng là game Liên Minh Huyền Thoại để xem hiệu suất và khả năng của máy sẽ hoạt động như thế nào. Kiểm nghiệm với phần mềm Photoshop cho thấy máy chạy mượt mà, không có giật lag, bàn phím bấm êm thoải mái hơn khi thao tác nhanh và ít bị nhầm. Với phần mềm Adobe Premiere có hơi bị giật nhưng vẫn biên tập được các đoạn phim ngắn. Ổ cứng SSD cho phép truy xuất và render video nhanh hơn. Với game Liên Minh Huyền Thoại, máy chạy tốt ở hai mức thiết lập là thấp và trung bình, đều cho FPS là 50. Khi chuyển lên mức thiết lập cao, FPS tụt xuống còn 35-40. Tuy nhiên không có hiện tượng giật lag. I've been flying from town to town.
Máy phù hợp với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất, phù hợp với các công việc văn phòng, kinh doanh thường xuyên phải di chuyển và các nhu cầu giải trí cơ bản với game online. Mọi ý kiến đóng góp thắc mắc vui lòng để lại phần bình luận phía dưới. Bạn có thể xem máy và tư vấn trực tiếp tại cơ sở 1233 xã Đàn, quận Đống Đa, cơ sở 2186 Lê Thành Nghị, quận Hai Bà Trưng. Để cập nhật các thông tin mới nhất về sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, sự kiện chăm sóc khách hàng, hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.